Sáng nay, Phó Bí thư tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, việc phối hợp giữa tỉnh ủy với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong thời gian qua và triển khai quy định số 11 ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. Trong những năm qua, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Quảng Ngãi luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo theo dõi hướng dẫn giúp đỡ và tạo điều kiện của Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Các địa phương, cơ quan đơn vị cũng kịp thời ban hành các nghị quyết, đề án, kế hoạch, kết luận để lãnh đạo chỉ đạo công tác đào tạo bồi dưỡng phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đào tạo bồi dưỡng của tỉnh trong năm 2022. Năm 2022 đã cử 1084 cán bộ đương chức và diện quy hoạch đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đã mở được 8 lớp trung cấp lý luận chính trị với 462 học viên. Tổ chức hai lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với 334 cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý. Nội dung chương trình, tài liệu phục vụ công tác đào tạo bồi dưỡng, tập huấn cơ bản được cập nhật, bổ sung phù hợp. Phương pháp đào tạo bồi dưỡng được đổi mới theo hướng tích cực, khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức của tỉnh. Nhiều cán bộ công chức đã có bước trưởng thành tiến bộ về chuyên môn nghiệp vụ trình độ chính trị và năng lực công tác. Để sớm hoàn thành đề án xây dựng trường chính trị tỉnh Quảng Ngãi đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1 giai đoạn 2022-2025, tạo điều kiện tiền đề đạt chuẩn mức 2 vào năm 2030 theo quy định 11 của Ban Bí Thư, tỉnh ủy Quảng Ngãi sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để trường chủ động linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ. Yêu cầu ban giám hiệu trường chính trị tỉnh tăng cường đổi mới nội dung, phương thức trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn sát với tình hình thực tế của địa phương. Tập trung phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên đạt chuẩn, có phẩm chất, năng lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đảm bảo đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường phải đạt chuẩn và đạt các tiêu chí của trường chính trị chuẩn mức 1, mức 2 không ngừng đổi mới đồng bộ và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng góp phần chuẩn hóa và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới phương pháp cách thức đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới đã mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học tổng kết thực tiễn làm cơ sở đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ